Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Caris đau lòng, đổi cả ánh đen khi được đưa tiền ông ra đi mày máy. Nam rapper chẳng có gì bày tỏ nhiều, chỉ chia sẻ những khung ảnh lúc ông yếu đuối, không nỡ rời ra cậu cháu. Những ngày qua, showbiz Việt phải đón nhận những tin không vui, từ nghệ sĩ qua đời vì đột quỵ, dịch bệnh, các mối tình rạn nứt. Dù đã qua đầu năm 2021, nhưng mọi thứ vẫn chưa tốt lành hơn. Mới đây, Caris tiếp tục thông báo ông đã qua đời. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, nam rapper đã chia sẻ hình ảnh thân mật của hai ông cháu, nhưng lúc nãy ai cũng thấy rõ việc họ không nỡ xa nhau. Người thân Caris cũng đang trong tình trạng sức khỏe không tốt, liên tục dặn dò và xúc động. Anh cũng ở cạnh ôm ông chẳng rời. Caris chia sẻ ngắn gọn về năm sinh của ông 1929 và 2021. Được biết, thành viên trong gia đình nam nghệ sĩ ra đi ở tuổi 92, dù không chia sẻ rõ về nguyên nhân, nhưng đến tuổi này cũng có thể vì tuổi già sức yếu. Rapper còn thay cả ảnh đại diện màu đen như cách đang để tang tưởng nhớ đến ông. Ngay lúc này đây, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi lời bình luận chia buồn đến anh. Họ biết rằng những ngày sắp Tết nhưng lại phải chia tay người thân thế này thì chắc chắn tinh thần ảnh hưởng, đau buồn. Nghệ sĩ Việt mong rằng Caris cũng như gia đình anh sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Một số fan còn tiết lộ người thân này ở Mỹ và hiện tại chẳng thể đưa tiễn lần cuối. Dù biết ai cũng phải trải qua giai đoạn sinh lão bệnh tử, nhưng việc đưa tiễn thế này là điều chẳng muốn và rất đau lòng. Hy vọng Caris sẽ mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.